mặc dù nhà rất là chuyện đó rất là bình thường và không vấn đề hết, quen cứ học hành thôi, nhưng mà nói tới là vẫn chối. Giờ em vẫn chối đó. Đúng rồi, nhưng mà em chối thì em nghe qua em nói chứ tại em chưa yêu thôi. Thề mà mặt đàn tắt đi, nói láo đèn sáng hoài luôn á.